hoạt động trong ngành lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu cho ngành nhựa cũng như kim loại. Được biết là những triển lãm có những nhà cung cấp, những đối tác rất là tiềm năng, thì đã dành thời gian tham quan triển lãm ngày hôm nay. Thông qua triển lãm ngày hôm nay thì mình có đôi lúc nhận xét là triển lãm rất là quy mô, cũng như là về những cái thông tin truyền thông quảng bá từ ban tổ chức rất là rõ ràng, để mình nắm bắt được những cái khách hàng cũng như nhà đối tác tiềm năng. Bên cạnh đó thì triển lãm cũng mở ra những cái buổi hội thảo, những cái cuộc tiếp xúc ngắn B2B để mình có thể kết nối trực tiếp với khách hàng, từ đó có thể tìm kiếm ra được những khách hàng của mình, mở rộng được cái thị trường cũng như là mở rộng được cái thương hiệu của Duy Khanh. Xin chúc ban tổ chức cũng như là triển lãm thành công trong đợt này cũng như là những đợt lần khác trong tương lai.